Sau đây là tin về buổi tiệc giỗ tổ lần thứ 33 của Hội Kim Hoàng. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 3 năm 2012, tại nhà hàng Dynasty đã diễn ra buổi tiệc lễ giỗ tổ họp của Hội Kim Hoàng do Hội Kim Hoàng vùng Bắc Cali tổ chức. Được biết, đây là lần giỗ tổ thứ 33 của Hội Kim Hoàng, với ý nghĩa cảm ơn ông tổ của ngành Kim Hoàng đã cho những con cháu trong ngành một năm phồn vinh thịnh vượng. Chúng tôi nhận thấy có khoảng 600 người tham dự, bao gồm những thành viên trong Hội Kim Hoàng cùng với gia đình, bạn bè, những khách hàng và đại diện của giới truyền thông báo chí. Anh Hưng, chủ nhân của tiệm vàng Hưng Phát, đã chia sẻ một số cảm xúc của mình trong buổi tiệc. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Ngọc Thúy là anh Hưng, là chủ nhân của tiệm vàng Hưng Phát. Thưa anh Hưng, anh có thể cho Ngọc Thúy biết là khi nhắc đến nữ trang thì ai cũng nghĩ đến tiệm vàng Hưng Phát. Thì anh có thể cho chia sẻ với khán giả vì đâu mình có sự thành công đó, thưa anh? Trước hết chào Ngọc Thúy và đài Việt Thu Đê. Cảm ơn Ngọc Thúy cho anh có cơ hội để trả lời. Thì tiệm vàng Hưng Phát có phương châm là luôn luôn phục vụ và tiếp đãi khách hàng cho được hài lòng. Hy vọng khách hàng giới thiệu những người nhà tiếp tục mua sắm. Và điều thứ nhì là với sự lựa chọn luôn luôn lúc nào cũng đa dạng. Chẳng hạn như trong tiệm anh có hơn vài ngàn mẫu nữ trang. Và trên website có hơn 100.000 hộp sòn để cho quý khách chọn. Còn một điểm nữa là không kém quan trọng là về mặt giá bán luôn luôn là phải chăng. Chẳng những anh chỉ nói không mà trên website anh có luôn luôn bảo đảm là rẻ hơn những website khác trên thế giới. Anh nghĩ với ba cái phương châm đó, khách hàng trong nước và ngoài nước nhận xét được cái sự uy tín đó và ủng hộ tiệm anh. Sẵn đây anh cũng muốn vài lời để cảm ơn tất cả các khách hàng từ trước đến nay trong nước và ngoài nước đã ủng hộ tiệm anh. MC của buổi tiệc là Thanh Tùng, với lối dẫn khéo léo, anh đã làm cho buổi tiệc thêm phần sôi động. Ngoài ra còn có phần xổ số do ban hoa hậu áo dài Bắc Cali đảm trách. Anh Đào, tiệm vàng Hưng Phát mua liền cho vợ đi. Cứ được, chúc mừng người thắng giải 500 đồng tiền bạc từ tiệm vàng Hưng Phát. 500 đồng tiền cash. Wow. Yeah, xin quý vị một lần nữa một tràng tay thật lớn. Bên cạnh những món ăn được chọn lọc kỹ lưỡng, ban tổ chức còn mời thêm ca sĩ Như Loan đến từ trung tâm Thúy Nga và các ca sĩ vùng Bay Area để gửi đến quan khách những bài hát thật ngọt ngào và sôi động. Trong phần xổ số là những tặng vật hiện kim như vàng, hộp xoan, ngọc thạch, tiền mặt. Quý vị, đứng bên cạnh Ngọc Thúy là nữ ca sĩ Như Loan, là một nữ ca sĩ khả ái của trung tâm Thúy Nga. Ngọc Thúy được biết là Như Loan đã đến San Jose ngày hôm qua rồi. Vậy thì không biết Như Loan đã ghé tiệm vàng nào ở San Jose rồi? Kính chào Ngọc Thúy, và trước hết Như Loan xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các quý vị đang theo dõi Viet Today Television. Để trả lời của câu hỏi của Ngọc Thúy thì thật sự mình nói thú thật thì trước đây Như Loan chắc có lẽ là vì còn nhỏ tuổi, Như Loan không có biết too much about trang sức và coi như là hộp xoàn, nhưng mà gần đây thì thấy cũng tuổi mình cũng coi như là đầm rồi, cho nên Như Loan cũng có rất là nhiều ý định để theo dõi và để xem những cái gì có thể mình đeo được. Và mà may là Ngọc Thúy hỏi Như Loan như vậy, tại vì đúng chính xác là Như Loan đến đây từ hôm qua, và ngày hôm qua Như Loan đã bước vào tiệm vàng Hưng Phát, tại vì Như Loan cũng được làm quen anh chị vài năm rồi, cho nên là anh chị mời qua ghé qua thăm cửa hàng, và Như Loan đã chọn cho mình được một chiếc nhẫn rất là dễ thương. Yeah, so that's what I did. Tiệm vàng Hưng Phát ở trong khu Century. Yeah. Ngọc Thúy chúc cho Như Loan có một đêm hát thật là vui và thật thành công. Thank you Ngọc Thúy, xin cảm ơn quý vị.